Chào mọi người, hôm nay đang đi up Sony Việt Nam. Hôm nay chi nhánh Sony Trần Thái Tông nhé mọi người. Trên tay mình đây đang là một chiếc A7R3 với một cái 1224G. Hôm nay thì mọi người đi rất là đông luôn. Bây giờ là 50 lên rừng và 50 xuống biển rồi anh em. Bây giờ chúng ta bên kia có một, mọi người đang đi bên kia có một mẫu này. Bên này chúng ta có một mẫu đi. Thì chúng ta sẽ đi theo bạn kia. Hôm nay thì mình thì khá là thích cái concept là Mông Cổ ấy. Thế hôm nay sẽ đi theo anh em trải nghiệm cái A7R3 cùng với cái 1224. Con này thì chụp thì wide thì siêu phê luôn. Quá trời đông. Chị ơi, chị ơi, cứ cho kiều nó vào đây đi chị. Ok Phong. Trên tay một cái ống kính rất là chất lượng của nhà Sony, đó là chiếc 24 1.4G nhé mọi người. Được anh, mọi người, đây là anh Học, anh là đại lý của Sony Trần Thái Tông anh. Cảm ơn anh đã cho em mượn cái con 24 1.4G này nhá. Anh em mua Sony thì qua gặp anh Học nhá. Vâng. Ok mọi người, đang di chuyển sang mẫu thứ hai. Bên này có vẻ đông vui, cơ bản là bên này mát. Anh em thấy đông không? Đông quá trời đông luôn. Ua. Đây là con 35-150 của anh Thành. Đông quá trời đông. Anh em mua máy đến gặp anh Thành nhá. Đây, mình mới mượn con 35-150 của anh Thành nhá. Ui trời ơi, anh em thấy chưa? Đông vui dã man. 35-150.